xin chào anh em và chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Sequat Authentic. Chào chữ tín, sống chọn đam mê và em là Long Time. Chúng ta đã cùng với nhau trải nghiệm rất là nhiều chiếc đồng hồ mang cái thương hướng cổ điển rồi. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em một chiếc thể thao hơn, trẻ trung hơn và bắt mắt hơn rất là nhiều. Và nếu như anh em có nhu cầu quan tâm những chiếc đồng hồ chính hãng qua sử dụng hoặc săn sale với mức giá tốt, hãy liên hệ ngay với em số hotline 0828 91522 hoặc nhắn tin cho em vào số Zalo là 0973 816172, kết bạn Zalo với em để cập nhật nhanh nhất cái sản phẩm mới về bên em nhé. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu anh em một chiếc Ferragamo rất là đẹp, một cái chiếc mà mang cái DNA thiết kế của Hublot, hay anh em hay gọi là Hublot đấy, rất là đẹp và tới từ một cái thương hiệu thời trang cực kỳ là nổi tiếng đến từ Italia, đó là Ferragamo. Và thiết chiếc này chúng ta sẽ sử dụng bộ máy theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ Swissmade, rất là tốt, rất là đẹp, rất là đáng chơi và đang có mức giá cực kỳ là tốt anh em nhé. Giới thiệu luôn với anh em là chiếc này ở hãng đang bán một chiếc Ferragamo F80 Conowap như thế này, mức giá khoảng đâu đó là 35-36 triệu. Tuy nhiên là em đang có một chiếc siêu lướt tình trạng này rất đẹp đó để anh em chơi. Chiếc này thì em giao lưu mức giá cực kỳ là tốt và anh em chắc là sẽ không thể tìm được một chiếc giá tốt như thế này đâu ạ. Em đang giao lưu mức giá chỉ 8.800.000 cho một chiếc Ferragamo màu đen mạnh mẽ, nam tính và độ mới cực kỳ cao như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến luôn với dial chiếc này. Dial chúng ta thì sẽ là một chiếc dial mà làm theo phong cách của Hublot. Đó anh em thấy không? Một chiếc mà máy Conograph. Chiếc này là tất nhiên là máy quắc em nhé. Hay anh gọi là máy pin đấy. Với cái chức năng bấm giờ Conograph này, anh em bấm vào đây để kích hoạt chức năng đo đồng hồ thể thao. Và lúc này thì cái kim dây của đồng hồ Conograph sẽ hoạt động và nó sẽ có thể đo cho anh em cái khoảng múi giờ, khoảng thời gian mà anh em muốn đo. Đó, nó đang chạy và khi mà anh em bấm dừng lại, đó thì chúng ta sẽ đo được khoảng thời gian nãy giờ. Và muốn đo reset lại thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Đó, nó quay trở lại bắt đầu. Và cái kim dây của đồng hồ xem giờ là cái kim này em nhé. Còn đây chúng ta sẽ có hai cái sắp đều, chính là kim phút và kim giờ của đồng hồ Conograph. Và từ đó chúng ta có thể thấy là chiếc này của ta sẽ có thể đo được chuẩn xác đến từng giây một và trong 30 tiếng. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta sẽ có ô lịch ngày ở góc 4 giờ này, cũng khá là tiện dụng thôi. Một cái đều được làm rất là tỉ mỉ với những cái vân của Ferragamo đây, rất là đẹp mắt. Bộ kim của chúng ta thì sẽ là bộ kim to bản, có dạ quang để em sử dụng trong tối nhé, rất là tiện ích. Và phía ngoài một cái vòng bezel, chúng ta sẽ có một cái vòng bezel làm xước, có những con ốc ở trên này, đó rất là mang phong cách của Hublot nhưng mà nó vẫn có cái nét thiết kế riêng của Ferragamo, rất là tuyệt vời. Đeo chiếc này trên tay thì phải nói là cái form của nó rất là tuyệt. Đó, ở bên này chúng ta sẽ có ba núm, một núm chính này, hai núm của Conograph ở đây. Đồng hồ chúng ta sẽ làm đa số là những cái đường xước như thế này. Tuy nhiên là vẫn có những cái đường diamond cắt rất là tinh tế, bắt sáng cực kỳ là tốt khi mà anh em đeo trên cổ tay nhé. Đó, một cái chiếc mà size 39mm như này, nó sẽ phù hợp với đại đa số cổ tay của anh em. Chỉ cần cổ tay anh em khoảng 15,5 như em là đã có thể đeo rồi. Và 17,5 trở lại, anh em đeo trên tay rất là khỏe khoắn, trẻ trung, rất là đẹp. Đó, góc 12 giờ sẽ là ô Arabic số 12 rất là to. Còn góc phần còn lại chúng ta sẽ là cọc số vạch anh em nhé. Ở phía sau này thì chúng ta sẽ có vài thông tin nữa đến từ Ferragamo anh em thấy không? Ở phía sau này cũng chảy cái sun burst luôn, rất là đẹp mắt này. Chúng ta có dòng chữ Salvatore Ferragamo, đây là tên của thương hiệu này. Ký sapphire, đồng hồ làm hoàn toàn bằng thép là không gì. Tiêu chuẩn Thụy Sĩ này, chống nước 50 bec, và đây là mã serial number. Đó, đồng hồ chúng ta thì sẽ sử dụng đáy kín và một cái đáy xoáy nhé. Đó, cái chiếc ký sapphire rất là trong trẻo này, rất là ngon. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ tiến hành đeo lên tay để anh em có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của chiếc này trên tay nó sẽ như thế nào. Đó, rất là tuyệt vời. Và chiếc này ấy, đeo trên tay anh em to khỏe một chút thì rất là thể thao, rất là đẹp với cái phong cách của Hublot, tuy nhiên là một chiếc chính hãng anh em nhé. Đó, và nếu như anh em thích những cái chiếc như thế này, liên hệ ngay với em Long với số Zalo là 0973 816172 hoặc là số hotline 0828 91522 nhé.
Và chiếc này thì em đang có một chiếc, tình trạng rất đẹp, có bảo hành 2 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời để anh em chơi. Chiếc này thì em đang giao lưu mức giá rất là tốt, tại chỉ 8.800.000 thôi. Quá là đẹp, rất là trẻ trung, cũng không kém phần thể thao và sang trọng. Và nếu như anh em thích chiếc này, hãy liên hệ ngay với em nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn tạm biệt, hẹn gặp lại anh em. Nhớ bấm nút đăng ký màu đỏ phía dưới video, bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ một cái sản phẩm ở bên em nhé.